Hello, xin chào toàn thể bà con. Tôi là Vĩnh này, Vĩnh Thủy Sản 365 này. Hôm nay xin giới thiệu bà con đến là cái con đối tượng cá chê lai giống. Đây là bể cá chê lai này, chúng tôi đang cho nó ăn. May đang xuất bán một ít cá chê cho khách hàng.